Cuốn sách Ăn để chữa lành Bài học 19 Nhịn ăn Phần 1 Với thời kỳ suy thoái của chúng ta, nhịn ăn, sống không cần thực phẩm cứng và lỏng, vẫn là một vấn đề đối với người bình thường cũng như bác sĩ y khoa chính thống. Ngay cả liệu pháp tự nhiên cũng đòi hỏi vài thập kỷ phát triển để bắt kịp liệu pháp, chữa lành phổ quát và quyền năng duy nhất của tự nhiên. Quan trọng hơn là nhịn ăn vẫn được coi là một hình thức chữa lành đặc biệt, và do những kết quả thực sự kỳ diệu đâu đó, gần đây nó đã trở thành mốt thịnh hành. Một số người ủng hộ liệu pháp chữa lành tự nhiên phát thảo ra những mô tả về nhịn ăn và cách chấm dứt nhịn ăn bất kể tình trạng của bạn hay nguyên nhân bạn mắc bệnh như thế nào. Mặt khác, Nhìn ăn thật đáng sợ và bị hiểu lầm đến nỗi người bình thường thật sự xem bạn là kẻ khờ nếu bạn bỏ vài bữa khi ốm, nghĩ rằng bạn sẽ chết đói trong khi thực tế bạn đang được chữa lành. Họ không hiểu sự khác nhau giữa nhìn ăn và chết đói bác sĩ y khoa nói chung ủng hộ và thực tế dạy những niềm tin ngớ ngẩn như vậy liên quan đến quy luật cơ bản của mọi sự chữa lành và trị bệnh duy nhất của tự nhiên bất cứ điều gì đã được thiết kế và đưa ra để loại bỏ chất thải và thiết kế như là các liệu pháp tự nhiên mà không ít nhiều hạn chế hay thay đổi chế độ ăn hay nhịn ăn đều là sự thiếu quan tâm cơ bản về sự thật liên quan đến nguyên nhân của bệnh tật bạn đã bao giờ nghĩ sự chán ăn khi bị ốm có ý nghĩa gì chưa và những động vật không có bác sĩ, không thuốc, không trung tâm trị bệnh và máy móc nào chữa trị cho chúng cả. Tự nhiên chứng tỏ và dạy bằng ví dụ rằng chỉ có một căn bệnh và căn bệnh này được gây ra qua việc ăn. Vì thế mà bệnh tật bất kể được con người đặt tên là gì, được và có thể được chữa lành bởi chỉ một liệu pháp bằng cách làm ngược lại nguyên nhân, bằng cách bồi hoàn sai lầm, đó là giảm lượng thực phẩm hay nhịn ăn. Lý do rất nhiều và đặc biệt đợi nhịn ăn dài đã thất bại và tiếp tục thất bại là do sự vô minh vẫn tồn tại về điều đang diễn ra trong cơ thể khi nhịn ăn. Một sự vô minh vẫn tồn tại thậm chí trong tâm trí của người chữa lành tự nhiên và các chuyên gia nhịn ăn ngày nay. Tôi dám nói có lẽ không ai khác trong lịch sử đã nghiên cứu, điều tra và thử nghiệm về nhịn ăn nhiều như tôi. Không có chuyên gia nào khác hiện nay, giống như tôi, đã thực hiện rất nhiều đợt chữa bệnh bằng nhịn ăn cho những trường hợp nghiêm trọng nhất như tôi đã làm. Tôi mở trung tâm chữa bệnh đặc biệt đầu tiên trong thế giới dùng nhịn ăn kết hợp với chế độ ăn không chết nhầy. Và nhịn ăn là phần quan trọng của phương pháp chữa lành bằng chế độ ăn không chết nhầy. Tương tự tôi đã thử nghiệm công khai 4 lần nhịn ăn kéo dài, lần lượt là 21, 24, 32 và 49 ngày cuộc thử nghiệm cuối cùng được ghi nhận là kỷ lục thế giới về nhịn ăn thực hiện dưới sự giám sát khoa học chặt chẽ của các viên chức chính phủ do đó bạn có thể tin tôi khi tôi dạy đôi điều mới và mang tính xây dựng về điều thực sự diễn ra trong cơ thể khi nhịn ăn bạn đã học trong bài năm rằng cơ thể đầu tiên phải được xem là một cỗ máy làm từ vật liệu giống cao su đã và đang được kéo căng trong toàn bộ cuộc đời thông qua việc ăn quá nhiều vì thế chức năng của cơ thể tiếp tục bị cản trở bởi một áp lực thừa phi tự nhiên của máu và lên các mô ngay khi bạn ngừng ăn thì áp lực này nhanh chóng được giải phóng, hệ tuần hoàn co lại, máu trở nên tập trung hơn và nước dư thừa bị loại bỏ. Điều này tiếp tục trong những ngày đầu tiên và bạn có thể thậm chí thấy khỏe hơn. Nhưng rồi lực cản của hệ tuần hoàn trở nên lớn hơn do đường kính mạch trở nên nhỏ hơn và máu phải lưu thông qua nhiều bộ phận của cơ thể, đặc biệt trong các mô tại và quanh nơi có triệu chứng, chống lại chất nhầy nhớt bị thoát ra và phân rã từ các thành bên trong. Nói cách khác thì bản thân dòng máu phải vượt qua, làm tan và đem chất nhầy, chất độc vào hệ bài tiết thông qua thận. Khi bạn nhìn ăn, đầu tiên bạn lại bỏ lập tức các lực cản cơ bản của việc ăn sai lầm và quá nhiều. Điều này khiến bạn có cảm giác tương đối khỏe hay thậm chí khỏe hơn khi ăn. Nhưng như đã giải thích trước đây, bạn đem lực cản mới, thư phát từ chất thải trong hệ tuần hoàn và bạn cảm thấy khốn khổ. Bạn và người khác đổ lỗi cho sự thiếu hụt thực phẩm. Ngày sau, bạn có thể thấy lượng chất nhầy nhất định trong nước tiểu và khi lượng chất thải xuất hiện trong hệ tuần hoàn bị loại bỏ, thì bạn sẽ chắc chắn cảm thấy khỏe, thậm chí khỏe hơn bao giờ hết. Cho nên, thực tế nổi tiếng rằng, người nhìn ăn có thể cảm thấy khỏe và thực sự khỏe vào ngày thứ 20, hơn là ngày thứ 5 hay 6. Rõ ràng bằng chứng gây gớm rằng sinh lực không phụ thuộc chủ yếu vào thực phẩm, mà vào hệ tuần hoàn không bị cản trở. Xem bài học 5, lượng o, lực cản, càng nhỏ, V áp lực khí càng lớn, và vì thế V sinh lực càng lớn. Thông qua giải thích khai sáng trên, bạn thấy rằng nhịn ăn là đầu tiên một cách loại khỏi cơ thể lực cản trực tiếp của các thực phẩm cứng, hầu hết phi tự nhiên. Thứ hai là nó là một quá trình bài tiết cơ học bằng cách giãn các mô, đẩy chất nhảy ra, gây ra lực ma sát và lực cản trong hầu như toàn bộ hệ tuần hoàn. Sau đây là các ví dụ về sinh lực từ B. Sức mạnh chỉ riêng áp lực khí. Một trong số những người tôi giúp nhịn ăn đầu tiên, một người ăn chay tương đối khỏe mạnh, đi bộ 45 dặm trong núi vào ngày nhịn ăn thứ 24 của anh ta. Một người bạn trẻ hơn tôi 15 tuổi và tôi đi bộ 56 giờ liên tục sau 10 ngày nhịn ăn. Một bác sĩ người Đức, một chuyên gia chữa bệnh bằng nhịn ăn xuất bản một quyển sách nhỏ nhanh đề. Nhịn ăn tăng cường sinh lực. Ông biết thực tế tương tự như tôi, nhưng không biết lý do và cách và sinh lực vì thế vẫn là điều bí mật với ông. Nếu bạn chỉ uống trong khi nhịn ăn, cơ thể sẽ tự làm sạch nó. Tương tự như bạn ấn một miếng xốp nước bẩn, nhưng chất bẩn trong trường hợp này là chất nhầy nhớt, và trong nhiều trường hợp là mũ và thuốc, những thứ phải di chuyển qua hệ tuần hoàn đến khi nó được hòa tan hoàn toàn. Vì thế nó có thể di chuyển qua cấu trúc tinh vi của cái sàn thể lý gọi là thận. Hết bài học 19 Nhịn ăn phần 1